hộp gạo nữa. Dạ. Ủa cô có xin trợ cấp được hả? Có là nó không cho. Dạ rồi, thôi đi về đi cô. À, cảm ơn cô. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Gạo hết trứng rồi đó. Dạ. Dạ. Bữa nào mà hết ấy được qua đây nha con.